Rồi xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Trà Lách, Bến Tre. Để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số mai giống, mai ghép ha, phong tặng thông cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy bo ghép hoặc là mình chơi Tết năm 2025 cô chú anh chị ha. Thì hôm nay nhà vườn lên bán rẻ luôn cô chú anh chị ha. Cây chỉ có vài trăm ngàn một cây ha. Giá cực kỳ sao, cực kỳ rẻ luôn nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị vào xem được ủng hộ cho bạn Nam ha. Thì trước mặt cô chú anh chị mình đây ha, thì là mặt hoa của giống sâm Sài Gòn, giống của chú Sáu Bình Dương hay bên vườn của bạn Nam nha cô chú anh chị. Cái phơm bông này. Cái này nó lên được 3 lớp cánh nha cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi, siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ha, có mặt hoa trên cây luôn cô chú anh chị mình khỏi lo về giống ha cô chú anh chị ha. Giá cả thì cô chú anh chị mình cũng an tâm đi ha, đảm bảo cô chú anh chị mình cái giá tốt nhất nha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bạn Nam nha, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi mình chào anh bạn Nam ha. Rồi chào bạn chủ cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị lấy bo ghép hoặc là mình nuôi làm chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Bây giờ một cái clip là một cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nha, mặt hoa có sẵn trên cây luôn cô chú anh chị. Rồi cái này bo nếu mà về cô chú anh chị mình, nếu như mà cô chú anh chị nào lấy bo ha thì khá là nhiều cô chú anh chị. Bo này khá là dài nha cô chú anh chị ha. Nè còn cô chú nào anh chị nào không lấy bo thì mình coi mấy cái đọt này nè cô chú anh chị ha, nó đi đọt nếu mà dài quá thì mình bấm ngọn nha cô chú anh chị ha, để nó bị đuôi trâu á mình bấm ngọn đi cho nó nhảy chèo nha. Rồi rồi bình thân có cây là được 21 cho cô chú anh chị. Rồi chiều cao là được 1m10, tán nghiêng là được 85. Rồi cái siêu bông Sài Gòn mã số đầu clip nha, em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 700.000 thôi nha cô chú anh chị. Một cái cây quá bự luôn cô chú anh chị, 700.000 bao ship hả bạn ha. Đúng rồi, 700.000 bao ship luôn. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số, mã hồi nãy là mã số 31K nha cô chú anh chị. Rồi cái mã này là mã số 32K ha, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cây này có củ đế nha, bình thân là 16, củ đế là 26, chiều cao 82, tán nghiêng là được 68. Rồi cái siêu bông Sài Gòn cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 700 luôn nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 33K, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương luôn. Cái này đều tàn ha, ghép được chi đều là tàn. 20, chiều cao 95, tán nghiêng là được 50. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 650 nha. Rồi, số 33K. Đổi cây 34K cũng là một cái siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi cái gốc bộ chảng luôn, có củ luôn cô chú anh chị ha. Gốc to củ lớn, củ đặc nha cô chú anh chị. Bình thân là được 20, củ đặc là được 31. Rồi chiều cao được 1m03, tán nghiêng 80. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 650 luôn nha. Rồi tại cây luôn ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo mã số 35K, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Nha bình thân là được 20, chiều cao 96, tán nghiêng 85. Rồi cái siêu bông Sài Gòn cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 700.000 nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã 36K, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây cũng đang có mặt bông trên cây luôn nè cô chú anh chị. Bình thân là được 20, củ đế được 29. Cây này ấm tàn ha, tàn ghép đều gan luôn cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m10, tán nghiêng là 69. Cây này mình giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng là 700 nha. Rồi 700.000 ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 37K, cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Cây này có mặt hoa sẵn lên cây nè cô chú anh chị, mặt hoa rất là đẹp luôn cô chú. Ba lớp cánh nha cô chú anh chị ha. Bông chùm này, bông này thì nở mấy nở một ngày hơn nha. Bông bình thân là được 21, không mới nở được cô chú anh chị ha. Cao 1m04, tán nghiêng 62. Mặt hoa là chuẩn nha cô chú anh chị ha. Rồi cái siêu bông mình lại nhưng giao lưu cô chú anh chị mình giá 700 luôn nha. Rồi 700.000 ha. Rồi xuống cây ha. Rồi đợi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 38K, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị.
giống của chú Sáu Bình Dương nha. Rồi, cây gốc gốc ha. Bình thân là được 23. Rồi. Cú đặt là được 28. Chiều cao là 1m17. Tới ngang 74. Rồi, cái xương Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 750.000 thôi nha. Rồi, đã khai luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 39k, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Rồi, cây này tàn khủng ha, tàn đều nha, ấm tàn cực kỳ luôn cô chú tàn anh chị ơi. Tàn rất là tròn của chú anh chị ơi. Cái này về mình chịu khó mình nhắc đọt nha, thì nó sẽ bung ra đều luôn, tết mình chơi là ok luôn cô chú anh chị. Bình thân là 21 nha. Chiều cao là 1m13. Tới ngang là 86. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 700 ha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi. Cây mã số 40k cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cuối đếp luôn ha bạn. Đúng rồi. Cây siêu bông mình lợi, hàng bao chuyển giống ha. Bình thân là 18. Rồi. Củ đế là được 31. Chiều cao là 1m. Tuy nhiên là 48. Rồi, cây siêu bông mình lợi em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700 ngàn nha. Rồi. Rồi, cái mã số 40k cũng là một cái cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mà xem clip á, và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ á. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Rồi, cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.